video này thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người về sáng tạo nội dung và nguyên tắc chung của các bài viết ở trên Facebook. Thì cái bài viết là một phần mà không thể thiếu trong quảng cáo Facebook. Vì sao các bạn phải đầu tư vào content Facebook? Bởi vì là như là cái ở cái video đầu thì tôi đã có chia sẻ, người dùng của Facebook họ không có nhu cầu, hoặc họ chỉ có khả năng có nhu cầu mua sản phẩm thôi. Nên là nếu như một cái nội dung của mọi người họ hấp dẫn được họ, họ đọc, thì khả năng mua hàng mới tăng cao. Còn bây giờ các bạn có target tốt như thế nào, có kỹ thuật chạy quảng cáo tốt như thế nào nhưng mà nội dung thất bại, thì tầm theo cái ý kiến cá nhân của tôi, tầm khoảng 80% là các bạn đã thất bại. Thì cái việc cái content nó không tốt nó dẫn đến cái lý do là các bạn viết mà không có một cái comment nào. Tức cái content nó rất là tệ, nó chung, nó không có cái gì kêu gọi, nó không có gì thúc đẩy hành động mua hàng của người ta cả. Thì tôi sẽ nói cho các bạn, chia sẻ với các bạn về vấn đề làm nội dung. Thì về vấn đề làm nội dung thì đây là những cái kinh nghiệm cá nhân của tôi chia sẻ cho mọi người. Còn về cái sáng tạo nội dung thì nó còn là cái nhân tố bên trong của mỗi người, nhưng mà nó cũng có những cái nguyên tắc chung nhất để mọi người không gặp phải và không bị mắc phải. Đầu tiên là muốn làm nội dung tốt ấy, thì các bạn phải xem khách hàng là trung tâm, từ đó mình mới đi xây dựng nội dung được. Từ cái việc xem khách hàng là trung tâm thì mình phải xem là họ thèm muốn điều gì ở cái sản phẩm của mình. Họ thích rẻ hay họ thích chất lượng hay họ thích dịch vụ hoàn hảo. Cái đấy thì các bạn phải nghiên cứu khách hàng của mình. Và theo cái kinh nghiệm viết của mình thì thông thường nếu những cái sản phẩm không phải là độc lạ, nếu sản phẩm độc lạ thì cách viết đơn giản là các bạn chỉ đưa hình ảnh độc lạ và nổi điểm, bật cái điểm độc lạ đấy thôi. Còn những cái sản phẩm mà cần viết có chiều sâu thì các bạn nên viết như thế này. Đầu tiên là giải quyết, là các bạn hãy đưa ra cái vấn đề của khách hàng. Vấn đề như thế nào? Bạn đang buồn, bạn đang vui. Đấy, thì chỉ có hai vấn đề là buồn, vui, thì ái nộ. Thì làm sao, ví dụ bạn đang buồn vì da bạn không được đẹp, tôi sẽ tư vấn cái này cho da bạn tốt hơn chẳng hạn. Thì đó là nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, và cái sản phẩm của mình sẽ giúp giải quyết vấn đề tốt hơn. Thì trong cái bài viết quảng cáo Facebook á, các bạn làm thế nào mà cái bài viết đó nó có giá trị cho người đọc? Tức là khi họ đọc cái bài viết đấy, họ cũng không mua hàng nhưng mà họ nhận được cái giá trị. Ví dụ như là cái tư vấn cho họ một cái vấn đề gì đấy chẳng hạn, rồi tôi liệt kê những cái vấn đề gì đấy tư vấn cho họ chẳng hạn, thì để cho họ thấy là họ đọc cái bài ấy họ có vấn đề. Và cao hơn của cái sự các bạn viết và sáng tạo nội dung đó là sự chia sẻ, sự lan truyền. Tức một cái nội dung mà nó không có tính quảng cáo trong đấy mà được người dùng chia sẻ và bán hàng. Thì các loại hình làm content trên Facebook nó gồm rất là nhiều loại hình, ví dụ như là hình ảnh này, video này, click web này, album này, câu hỏi này, và các cái loại hình khác nữa. Thì mỗi cái loại hình nó sẽ có cái đặc thù riêng, lợi thế riêng. Ví dụ như là mình click web chẳng hạn thì các bạn nó sẽ xem được nhiều cái vấn đề hơn trong web, nhưng mà nó lại hạn chế cái sự tương tác ở trên fanpage, bởi vì thường thường là người ta click web rồi thì chả ai vòng hỏi lại cả. Rồi cái loại câu hỏi chẳng hạn thì nó lại tăng sự tương tác, nhưng mà bán hàng thì lại không tốt bằng. Thì mỗi cái loại hình này nó có đặc thù riêng, và mọi người cần phải thử nghiệm xem khách hàng của mình họ thích những cái loại hình nào để các bạn áp dụng. Thì cái này ở video về fanpage thì tôi có nói là cái phân tích những cái bài viết của mình dạng hình ảnh này, dạng video, dạng link, thì xem thử cái loại nào nó được tương tác tốt hơn thì các bạn hãy chăm chút loại đấy. Và có một cái vấn đề nữa tôi muốn chia sẻ với mọi người, đó là viết nội dung trên Facebook. Thông thường thì khi người ta sáng tạo cái nội dung ấy thì người ta căn cứ vào đâu? Tức là đầu tiên mình phải viết các cái bài để mình thăm dò khách hàng.
sau đó mình sẽ tổng hợp, mình lấy 70% cái tốt của cái bài cũ ấy, đấy, 20% là cái phần mình sáng tạo thêm, và 10% là cái rủi ro. Chứ không phải các bạn viết một bài cứ nghĩ là khách hàng họ thích như vậy đâu. Thì ở cái video test về cái hình ảnh nội dung, mọi người có sẽ thấy cái vấn đề đấy. Thì trong cái bài viết quảng cáo Facebook á, đây là bài viết bán hàng, thì mọi người hãy chia ra 3 phần. Cái phần đầu tiên á, là cái phần tầm từ 5 đến 8 dòng. Các bạn thấy nó chỉ từ 5 đến 8 dòng thôi, giống như các bạn đi tuyển dụng vậy. Các bạn chỉ có 5 hoặc đến 6 phút để các bạn thể hiện mình. Thì nếu các bạn có rất là nhiều đức tính tốt hay là nhiều cái thế mạnh nhưng mà các bạn không thể đưa hết được, các bạn chỉ đưa những cái mà nó có thể thuyết phục người mua. Ví dụ ở phần đầu tiên, phần mà khi chạy quảng cáo thấy được, thì theo cái kinh nghiệm của tôi, các bạn hãy nên làm sao mà nổi bật được cái lợi ích của khách hàng khi kích vào đọc hay là kích vào cái sản phẩm đấy, nó có gì hấp dẫn cho họ. Thì thông thường thì mình hay kêu gọi hành động như là số lượng sắp hết rồi chẳng hạn, hoặc là thời gian sắp hết chẳng hạn, hoặc là ưu đãi sắp hết chẳng hạn. Ví dụ như tôi chạy tuyển dụng về các cái đợt khóa làm tóc chẳng hạn, thì cái ngày 15 là hết hạn, nhưng mà tôi khi nào bảo là mùng 5 là hết hạn. Nếu các bạn không tham gia đăng ký sớm thì sẽ không được khuyến mại. Thì cái này là tùy đối tượng khách hàng mà các bạn áp dụng, chứ không thể lấy là 100 comment đầu tiên cho những cái đối tượng nhiều tuổi được. Đấy, thì cái đó một số cái, những cái nó áp dụng cho giới trẻ. Tức là các bạn hiểu làm sao mà khách hàng nhìn vào những cái dòng đầu tiên là bắt buộc họ phải đọc những cái phần tiếp theo ở dưới này. Bởi vì là như các bạn đã biết, nếu như những cái phần này mà không gây cái kích thích cho họ xem được thì chắc chắn là các bạn đã thất bại. Bởi vì các bạn đã biết dưới này có tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai thấy được cái màu quảng cáo của bạn cả. Thì đối với cái phần 2 thì các bạn hãy đưa nhận ngắn gọn những cái mà giá trị của cái sản phẩm của các bạn hay là những điểm nổi bật của sản phẩm đó. Thì thông thường thì nếu như cách tôi hướng dẫn ban đầu thì phần đầu tiên là các bạn nên đưa ra vấn đề khách hàng. Ví dụ như là vận chuyển liên tỉnh chỉ 22k chẳng hạn, tức là đang nói về vấn đề vận chuyển. Sau đó là đưa vấn đề và giải quyết vấn đề và đưa sản phẩm của mình vào lồng ghép để quảng cáo vấn đề. Còn tiếp theo một dạng nữa đó là các bạn sẽ đưa vấn đề, sau đó phần thứ hai là giải quyết vấn đề, phần thứ ba là bán hàng hoặc là các chữ ký của mình. Thì mọi người nên viết ngắn gọn nhé, bởi vì người dùng lên Facebook họ để là giải trí, nên là các bạn viết càng ngắn gọn càng tốt, bởi vì là họ không có thời gian mà họ đọc nhiều. Các cái khoảng trong cái bài mọi người hãy nên rành mạch ra, để bởi vì là có họ cần đọc phần nào thì họ chỉ đọc phần đấy thôi. Ví dụ các bạn viết dàn trải quá thì không thể, người ta không đọc, khó đọc, gây khó chịu cho cái người sử dụng. Thì trong cái bài viết về phần đầu tiên tôi có nói đó là mình phải viết làm sao để người ta đọc ở dưới. Thì cái tiêu đề là cái vũ khí tối thượng của cái content. Nếu như cái tiêu đề của các bạn không thể hiện được 80% cái ý đồ của sản phẩm thì coi như các bạn đã thất bại. Và nếu như là các bạn không bán được hàng qua cái câu tiêu đề rồi thì các bạn cũng đã thất bại khi các bạn làm quảng cáo. Nên là có một cái câu, có cuốn sách người ta viết là nếu các bạn cần 10 tiếng để viết một cái bài viết thì hãy dành 9 tiếng để nghĩ cái câu tiêu đề. Thì trong cái phần ban đầu đấy các bạn thấy có chữ xem thêm, thì các bạn phải đặt cái chữ xem thêm ấy đúng nơi và đúng lúc. Giống như một bộ phim, các bạn để ý mà phim dài tập ấy, khi nào người ta cũng dừng ở cái chỗ đoạn nó gây cho cái cảm giác là người ta phải xem tập sau, nếu không là người ta sẽ không xem tập sau. Cái xem thêm này cũng vậy. Ví dụ thông thường là phần này các mọi người hay đưa những con số vào, ví dụ 5 vấn đề giải quyết giúp bạn như thế này chẳng hạn, thì vấn đề 1, vấn đề 2, vấn đề 3, thì cái chỗ xem thêm nó sẽ ngắt ở những cái vấn đề đấy và bắt buộc người ta phải kích và xem thêm.
để xem cái bài của các bạn nó viết như thế nào, họ tò mò xem, và cái việc đấy nó cũng giúp cho họ đọc thêm nhiều thông tin về sản phẩm và họ dễ dàng quyết định mua hàng hơn. Thì tùy mỗi đặc thù sản phẩm mà các bạn đưa giá hay không. Ví dụ sản phẩm đắt thì các bạn không nên đưa giá, bởi vì các bạn sẽ cần thuyết phục người ta hơn và người ta sẽ đọc bên dưới, và mình sẽ liệt kê những cái giá trị sản phẩm rõ ràng hơn để người ta thấy cái giá trị của sản phẩm. Thì cái chuyện đưa giá hay không đưa giá nó cũng có hai cái vấn đề. Nếu các bạn đưa giá thì nếu mà giá tốt thì các bạn, nếu chiến lược về giá các bạn nên đưa giá. Còn không thì, bởi vì là nếu các bạn đưa giá quá tốt thì người ta sẽ đi ra ngoài ngay lập tức. Thì đây là một cái mẫu quảng cáo mà dẫn dắt người đọc rất là tốt. Tức là bản thân tôi cũng bị đánh lừa về cái mẫu quảng cáo này. Thì họ đã lấy một cái tên fanpage khác hoàn toàn. Đó là bởi vì mọi người thấy dạo này thì Facebook, cái người dùng trên Facebook rất là đề phòng với những cái mẫu quảng cáo. Bản thân tôi cũng vậy. Nếu như tôi biết cái này là nó quảng cáo khoa học tiếng Anh thì tôi sẽ không đọc. Nhưng mà họ đã lấy một cái tên khác đọc báo thay bạn, sau đó họ dẫn dắt vấn đề 5 trang web bạn nên tìm hiểu thay vì lướt net. Đấy. Thì nó hướng đến người đọc là họ cũng đang muốn phát triển bản thân. Học tiếng Anh cũng trong là một trong những cái phát triển bản thân như vậy. Thì các bạn thấy họ sẽ liệt 1, 2, 3, 4, 5 và cuối cùng là các trang web học trực tuyến, sau đó là giới thiệu về web học tiếng Anh, cuối cùng là đăng ký và nhận tư vấn kiểm tra trình độ tiếng Anh. Thì cái bài quảng cáo này được rất là nhiều người comment vì nó dẫn dắt người đọc vào và họ lại nhận được cái việc mà miễn phí kiểm tra trình độ nữa. Còn nếu mà các bạn chạy tiếng Anh ngay chưa chắc người ta đã kích, nên các bạn cần phải lưu ý cái vấn đề này. Thì các bạn làm nội dung trên Facebook, các bạn phải tuân thủ chính sách của Facebook. Ví dụ một chữ sách như thế nào, ví dụ chữ F trong Facebook khi các bạn nhắc thì các bạn không được viết chữ thường. Hay là những cái nội dung cấm như là rượu cần cấm một số tuổi, các loại như là đồ chơi tình dục cũng cấm. Hay là những cái nội dung các bạn viết cam kết về thuốc thì Facebook cũng cấm. Ví dụ như là cam kết các bạn là giảm 5 cân sau một tuần sử dụng sản phẩm, chắc chắn là Facebook nó sẽ cấm. Hoặc là nhưng mà nếu các bạn là giúp giảm 5 cân sau quá trình sử dụng thì ok, Facebook nó sẽ cho. Hoặc là các bạn đưa ra những cái sản phẩm mà nó về bệnh tật thì các bạn không biết, ví dụ bạn đang bị bệnh vẩy nến hoặc là bạn đang bị bệnh ung thư, Facebook cũng không cho. Nên là với những cái bạn mà chạy thuốc ấy, hoặc là chạy những cái sản phẩm mà liên quan mà nó dễ bị cấm, thì cần đọc kỹ những cái chính sách này. Và mình nên set ở hai tài khoản, bởi vì là có những cái mẫu quảng cáo thì mọi người set một thời gian thì mọi người mới bị gọi là bị Facebook nó chặn lại. Nên là nhưng mà nếu mà chặn nhiều lần như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến độ rớt của tài khoản và gây cho mọi người quảng cáo nó khó khăn, có thể là giá nó đắt hơn, thời gian phê duyệt lâu hơn. Nên là các bạn hãy để hai cái tài khoản, một tài khoản là tài khoản phụ chuyên để test, và một cái tài khoản chính thì sau khi mình test xong mà nếu nội dung nó có khả năng bị thì mình hãy test, nếu mà nội dung ok hết thì không sao, thì các bạn chạy thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Thì chúc các bạn viết nội dung thành công. Ở video tiếp theo chúng ta sẽ học về cái phần hình ảnh.